Ukraine đối mặt rủi ro khi dùng F-16 tấn công vào lãnh thổ Nga. Một năm sau cái chết của ông trùm Prigozhin, phát hiện mới về tung tích lính đánh thuê Wagner. Tổng thống Putin nói Nga sẽ nâng cấp vũ khí hạt nhân. Bầu cử Mỹ năm 2024, lần đầu tiên Tổng thống Biden dẫn trước ông Trump kể từ tháng 10 năm 2023. Trump chỉ ra nguyên nhân mấu chốt của xung đột Ukraine. Mỹ đang làm gì với kho vũ khí hạt nhân? Một số thành viên NATO đã cho phép Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng đây không phải là chiến lược sử dụng tốt nhất đối với Kiev. Hai thành viên NATO là Đan Mạch và Hà Lan đã cho phép Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 do những nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Hiện chưa rõ Ukraine có ý định làm như vậy hay không, cũng không rõ tuyên bố của Đan Mạch và Hà Lan có nghĩa là F-16 có thể bay vào không phận Nga để tấn công hay chỉ có đạn dược phóng từ tiêm kích này được đánh vào mục tiêu trên đất Nga. Khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng Kiev tấn công mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Điều này tạo cho Moscow một không gian an toàn để tiến hành các cuộc tấn công và khiến Kiev gặp bất lợi rất lớn. Các nhà phân tích đã mô tả tình huống của Ukraine giống như phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Tuy nhiên, một số đối tác đã thay đổi cách tiếp cận trong vài tuần qua, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Đan Mạch là quốc gia đầu tiên cho phép Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 theo cách như vậy, tiếp sau đó là Hà Lan. Việc được phép không có nghĩa là Ukraine sẽ làm điều đó. Các chuyên gia quân sự cho rằng đây có thể không phải là cách sử dụng F-16 tốt nhất đối với Ukraine, ít nhất là vào lúc này. Nguy cơ mất cả tiêm kích và phi công. Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào mùa hè. Ông Badus, chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Mỹ cho rằng, việc sử dụng máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga vào thời điểm này không có nhiều ý nghĩa về mặt quân sự. Bay càng gần biên giới và đi càng sâu vào lãnh thổ Nga sẽ càng nguy hiểm và Ukraine có nguy cơ mất cả máy bay chiến đấu hiện đại cũng như phi công giàu kinh nghiệm mà không dễ dàng thay thế. Theo ông Badus, trong tương lai, khi có nhiều máy bay chiến đấu hơn, một chiến lược như vậy có khả năng mang lại lợi ích đáng kể cho Ukraine, nhưng đây không phải là những gì họ có thể làm ở thời điểm hiện tại. Việc Ukraine được sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công Nga là một cú hích lớn cho Kiev, nhưng chưa hẳn đã là tốt nhất đối với phi đội F-16 với số lượng ít ỏi trước mắt. Ông Kasian, một đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là chuyên gia chiến lược quốc phòng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cũng cho rằng, Ukraine sẽ để các máy bay F-16 cách xa tiền tuyến nhằm tránh vòng vây của phòng không Nga. Những chiếc F-16 khi được trang bị tên lửa chống bức xạ như AGM-88 có thể sử dụng để nhắm vào các lực lượng phòng không Nga trong các nhiệm vụ trấn áp và tiêu diệt, nhưng đó sẽ là những hoạt động đầy thách thức và nhiều rủi ro. F-16 là mục tiêu hàng đầu của Nga. Chuyên gia hàng không quân sự tại Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh cho biết F-16 có thể hữu ích trong việc tấn công các mục tiêu ở Nga, vốn nằm ngoài tầm bắn của các loại vũ khí khác. F-16 có khả năng đó, nhưng tấn công vào bên trong Nga là một nhiệm vụ nguy hiểm, đặc biệt đối với mẫu máy bay thế hệ thứ tư có chuyến bay đầu tiên từ năm 1974. Ukraine đã yêu cầu phương Tây cung cấp tiêm kích hiện đại từ giai đoạn đầu khi xung đột với Nga mới bắt đầu bùng phát, nhưng phải đến tháng 5 năm 2023, Mỹ mới bật đèn xanh cho các đồng minh cung cấp F-16 cho Ukraine. Ông Robinson không cho rằng Ukraine khi đã có được những chiếc tiêm kích phương Tây lại chấp nhận rủi ro để mất chúng ngay sau đó. Một thành viên tại Viện Châu Á và là sĩ quan không quân Hoàng gia Australia nói rằng Ukraine sẽ muốn giữ F-16 an toàn. Kiev sẽ phải thận trọng với F-16 vì họ không nhận được số lượng nhiều trong tương lai gần. Một vấn đề khác là Ukraine vẫn đang thiếu phi công lái F-16. Sẽ chỉ có khoảng 20 phi công Ukraine được đào tạo lái F-16 trong năm nay và điều này sẽ hạn chế số lượng máy bay Ukraine có thể đưa vào tham chiến. Giáo sư chuyên gia về Nga và Ukraine đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia Anh cho biết Ukraine đặt nhiều kỳ vọng về hiệu quả của F-16. Kiev cho rằng máy bay này sẽ cực kỳ hữu ích để chống lại Moscow, nhưng họ sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ phương Tây nếu để xảy ra tổn thất lớn hoặc không tạo được đột phá trên chiến trường. Mọi người đều biết rằng trong các cuộc xung đột rất khó tránh khỏi những bất thất bại và những điều không diễn ra như kỳ vọng trong lần đầu tiên.
Tuy nhiên, một thất bại rõ ràng của F-16 sẽ gây tổn hại rất lớn về mặt chính trị cho Ukraine. Do đó, Ukraine có thể sẽ phải cân nhắc rằng, đối với những chiếc F-16 mà họ có, tốt hơn là nên giữ chúng lại cho đến khi họ có số lượng lớn để có thể triển khai các nhiệm vụ nhiều rủi ro. Chiến lược tốt nhất là phòng thủ. Một số chuyên gia nhận định Ukraine sẽ không để F-16 bay vào không phận Nga vì như vậy sẽ rất nguy hiểm, ngay cả việc bay qua lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát cũng vậy. Ukraine có thể tiến hành một hoặc hai cuộc đột kích sâu ở Crimea nhằm mục đích mang tính biểu tượng và tâm lý, nhưng họ sẽ không làm điều đó thường xuyên vì như vậy quá nguy hiểm. Ông Robinson cũng cho rằng mạng lưới phòng không khổng lồ của Nga sẽ nhắm mục tiêu vào các máy bay thiếu đặc tính tàng hình như tiêm kích thế hệ 4. Nếu máy bay vào không phận Nga, máy bay Ukraine không chỉ đối mặt với các hệ thống phòng không mà còn phải đối đầu với cả không quân Nga. Do đó, F-16 sẽ được sử dụng chủ yếu để phòng thủ. Chúng sẽ được sử dụng ở xa mặt trận, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng khỏi máy bay không người lái và tên lửa của Nga. F-16 có khả năng phòng thủ tốt và nổi tiếng với nhiệm vụ bảo vệ không phận Mỹ và Canada sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. F-16 sẽ bay qua tiền tuyến và chúng cũng không thực sự cần làm điều đó vì Ukraine có thể sử dụng các loại vũ khí khác để tấn công vào lãnh thổ Nga và bảo vệ tiền tuyến. Ông Layton cũng đồng tình với quan điểm trên và cho rằng chiến lược tốt nhất để sử dụng những chiếc F-16 đầu tiên mà Kiev nhận được là phòng thủ ở trong lãnh thổ Ukraine với vai trò phòng không để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga. Dù vậy, ông cho rằng Ukraine vẫn có thể dùng F-16 tấn công các mục tiêu ở Nga. Kiev có thể làm điều đó mà không cần phải đưa máy bay vào không phận đối phương. Theo ông, Ukraine có thể sẽ có được thông tin tình báo phù hợp để thực hiện một cuộc tấn công như vậy mà không phải chịu quá nhiều rủi ro. Các cựu lính đánh thuê của công ty quân sự tư nhân Wagner hiện được triển khai ở Syria, Cộng hòa Trung Phi và phục vụ trong đơn vị Akhmat, đơn vị trung thành với thủ lĩnh Ramzan Kadyrov và tham gia vào cuộc chiến Ukraine. Sự có mặt của lính đánh thuê Wagner PMC ở Syria đã được biết đến từ năm 2015, hiện tại họ hoạt động dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Nga. Theo một cựu chỉ huy PMC của Wagner, lời đề nghị được đưa ra cho họ rất đơn giản, hoặc gia nhập Bộ Quốc phòng hoặc bị sa thải. Ở một số nước châu Phi, lính đánh thuê Wagner hiện đã gia nhập quân đoàn châu Phi, ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Cho đến mùa hè năm 2024, Cộng hòa Trung Phi vẫn là quốc gia duy nhất mà Wagner PMC tiếp tục hoạt động theo hình thức truyền thống. Các hoạt động của lính đánh thuê ở Cộng hòa Trung Phi được cho là Prigozhin, con trai của Yevgeny Prigozhin, nhà tài phiệt quá cố của Wagner PMC chỉ huy. Một trong những nguồn tin từng làm việc với Prigozhin cho biết, Moscow đã cho phép người thừa kế tiếp tục làm những gì cha anh ta đã làm ở châu Phi, với điều kiện là điều đó không mâu thuẫn với lợi ích của Nga. Ngoài ra, vào cuối tháng 10 năm 2023, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat cho biết các cựu lính đánh thuê Wagner PMC đang gia nhập đơn vị của ông và tham chiến ở Ukraine. Lãnh đạo Chechnya Kadyrov đưa ra con số cụ thể. Hơn 170 lính đánh thuê đã gia nhập Akhmat, tuy nhiên nguồn tin cho biết không quá 50 người thực sự tham gia. Cách đây một năm, ngày 23 tháng 6 năm 2023, Prigozhin được cho là đã cố gắng nổi dậy vũ trang sau mâu thuẫn với giới lãnh đạo chính trị và quân sự cao nhất của Nga và chuyển lực lượng của mình về phía thành phố Rostov của Nga. Một tháng sau, ngày 23 tháng 8, Prigozhin và trợ lý thân cận nhất của ông là Utkin hiện thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay gần làng Kuzhenkino, vùng Tver của Nga. Nga sẽ nâng cấp kho vũ khí hạt nhân vì đây là yếu tố chính đảm bảo cho an ninh quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin nói hôm 21 tháng 6. Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Moscow và phương Tây về cuộc xung đột Ukraine. Mỹ và các đồng minh tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev dù tuyên bố không tham gia cuộc xung đột. Tổng thống Putin cảnh báo rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Viện dẫn sự cần thiết phải gửi thông điệp cho phương Tây, Điện Kremlin tháng trước đã ra lệnh cho quân đội tiến hành các cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Chúng tôi có kế hoạch phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân như một sự đảm bảo cho khả năng răn đe chiến lược và duy trì cán cân quyền lực trên thế giới, ông Putin nói hôm 21 tháng 6 tại một buổi lễ ở Điện Kremlin. Bộ ba hạt nhân bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, tất cả đều có thể mang đầu đạn hạt nhân.
những hệ thống vũ khí này đảm bảo rằng đối phương không thể loại bỏ lực lượng hạt nhân của một quốc gia chỉ trong một cuộc tấn công. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân đều sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho nhân loại. Đầu tháng 6, ông Putin lưu ý rằng học thuyết hạt nhân của Nga quy định những vũ khí như vậy chỉ có thể được sử dụng khi đối mặt với mối đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng ông nói thêm rằng Moscow đang xem xét sửa đổi điều này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 2 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò trên toàn quốc trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên ông Biden dẫn trước đối thủ tính từ tháng 10 năm ngoái. Theo kết quả của thăm dò, hôm 19 tháng 6, 50% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Biden vào tháng 11 tới, trong khi 48% ủng hộ ông Trump. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã tăng 3 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò thực hiện vào tháng trước, lúc đó ông Trump dẫn trước 1 điểm phần trăm. Khi các ứng cử viên khác được đưa vào cuộc thăm dò, ông Biden dẫn trước ông Trump 1 điểm phần trăm với tỷ lệ 43-42%. Các ứng cử viên độc lập gồm có ông Robert Kennedy và ông West lần lượt giành được tỷ lệ ủng hộ 10% và 2%, còn ứng cử viên đảng xanh được 2%. Trong cuộc thăm dò tháng 5 vừa qua, với sự góp mặt của các ứng cử viên khác, ông Trump dẫn trước ông Biden 3 điểm phần trăm. Kết quả cuộc thăm dò mới có thể cho thấy tác động từ bản án vào đầu tháng này đối với ông Trump, khi các cuộc thăm dò trên diện rộng thời điểm đó cho thấy ông Biden đang bám đuổi xích sao cao hơn, đôi lúc còn vượt qua vị cựu tổng thống này. Trong số các cử tri độc lập, một trong những nhóm nhân khẩu học quan trọng nhất trong cuộc bầu cử, ông Biden dẫn trước ông Trump 9 điểm phần trăm, tức là thay đổi 11 điểm phần trăm so với tháng 5, khi tỷ lệ cử tri độc lập ủng hộ ông Trump hơn ông Biden 2 điểm phần trăm. Theo chuyên gia thăm dò dư luận của Đảng Cộng Hòa, thì khuynh hướng này vẫn còn đó và góp phần định hình cuộc bầu cử. Với cử tri nữ và người cao tuổi, Tổng thống Biden giành được thiện cảm phần nào giúp ông thêm vững vàng trong cuộc đua với ông Trump, mặc dù các cử tri trẻ tuổi và người Mỹ gốc Phi bớt ủng hộ ông Biden nhiều so với năm 2020. Cựu Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Tổng thống năm 2024 Donald Trump cho rằng những lời lẽ khiêu khích của Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông về việc Kyiv gia nhập NATO đã kích hoạt sự can thiệp của Nga vào Ukraine. Trong cuộc trò chuyện về chính sách đối ngoại đối với người đồng dẫn chương trình, hôm thứ Năm, ngày 20 tháng 6, cựu Tổng thống Mỹ nói, trong 20 năm tôi đã nghe nói rằng nếu Ukraine gia nhập NATO thì đó sẽ là một vấn đề thực sự đối với Nga. Tôi đã nghe điều đó từ lâu rồi và tôi nghĩ đó thực sự là lý do tại sao cuộc chiến này bắt đầu. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa cho rằng chưa hề có cuộc thảo luận nào về xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine khi ông còn ở Nhà Trắng, nhưng ngay khi ông Biden thay thế ông, mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể, hãy nhìn xem, ông ấy là một nhà đàm phán giỏi. Tôi đã nghĩ ông ấy sẽ làm điều đó vì mục đích đàm phán, Trump nói. Rồi đột nhiên họ tấn công và tôi nói, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Theo cựu Tổng thống, một trong những vấn đề then chốt là những lời lẽ khoa trương từ Nhà Trắng. Biden đã nói những điều sai trái và một trong những điều sai lầm mà ông ấy đã nói là không, Ukraine sẽ gia nhập NATO. Người dẫn chương trình nhớ lại, vào khoảng tháng 1 năm 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO và Washington cho rằng việc đặt vũ khí hạt nhân ở đó là ổn. Ông lưu ý, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi người Nga đã tấn công. Ồ, giả sử bạn đang điều hành nước Nga, bạn sẽ không vui lắm đâu, Trump trả lời, và điều đó luôn luôn bị loại bỏ. Người ta luôn hiểu rằng đó là điều không nên, ông nói thêm khi đề cập đến khả năng Kyiv có thể trở thành thành viên NATO. Ông Trump nói rằng việc đưa ra ý tưởng về Ukraine gia nhập NATO là rất khiêu khích và bây giờ nó thậm chí còn khiêu khích hơn nữa. Tôi thường xuyên nghe thấy họ nói về việc Ukraine gia nhập NATO và bây giờ tôi nghe nói Pháp muốn vào và chiến đấu. Chà, tôi chúc họ gặp nhiều may mắn. NATO và EU kích động xung đột Ukraine. Tương tự cùng ngày, lãnh đạo đảng cánh hữu cải cách của Vương quốc Anh cho rằng xung đột ở Ukraine là do NATO và Liên minh châu Âu kích động khi họ không ngừng mở rộng về phía đông. Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Anh, ông nói rằng đã cảnh báo về nguy cơ xung đột ở Ukraine vào năm 2014. Đối với tôi, rõ ràng là việc NATO và EU không ngừng mở rộng về phía đông đang tạo ra một cái cớ để người dân Nga nói rằng họ lại tấn công chúng tôi. Chúng tôi đã kích động cuộc chiến này, chính trị gia người Anh nói. Farage trước đó cho biết ông bị sốc khi phương Tây không cân nhắc ý tưởng tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng nói về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga là một trò đùa. Tổng thống Nga Putin đặc biệt chỉ ra những tuyên bố của phương Tây về khả năng Ukraine trở thành thành viên của khối do Mỹ lãnh đạo là mối đe dọa an ninh mà Moscow không thể bỏ qua. Tính trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện không thể thương lượng của Nga để cuộc xung đột chấm dứt. NATO đã lập luận rằng chính sách mở cửa của họ là cần thiết và không ai có quyền phủ quyết đối với chính sách này, nhưng việc mở rộng về phía đông không phải là nguyên nhân gây ra xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn, hồi đầu tháng này, Biden tuyên bố rằng Mỹ là quốc gia mạnh nhất nhờ sự mở rộng của NATO và ông đã nói với Putin rằng ông sẽ thực hiện NATO hóa Phần Lan thay vì Phần Lan hóa NATO khi họ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 năm 2021 tại Thụy Sĩ. Mỹ đang bí mật nâng cấp kho vũ khí hạt nhân triển khai tại các căn cứ không quân ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, thay mới đầu đạn. Người đứng đầu truyền thông của Tổ chức Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, Mỹ đang nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của mình ở châu Âu bằng cách thay thế các đầu đạn cũ bằng những đầu đạn thế hệ mới. Người ta có thể thấy điều đó qua cách máy bay của không quân Mỹ được thiết kế cho loại hình vận tải này đang được theo dõi trực tiếp trên không. Chính quyền Mỹ không nói về điều đó một cách công khai, nhưng việc nâng cấp kho vũ khí hạt nhân này đang diễn ra và là điều đáng chú ý. Tuyên bố được đưa ra sau khi điều phối viên nghiên cứu và chính sách trước đó kêu gọi rút kho vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu càng sớm càng tốt. Cuộc phỏng vấn với thông tấn Nga nói việc chia sẻ vũ khí hạt nhân hoặc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước ngoài là một bước đi nguy hiểm và leo thang cần phải bị lên án trên toàn thế giới và phải ngăn chặn khẩn cấp. Nguyên tắc chia sẻ hạt nhân là sự sắp xếp của NATO quy định rằng lợi ích, trách nhiệm và rủi ro của việc răn đe hạt nhân được chia sẻ trên toàn bộ liên minh, trang web chính thức của tổ chức này cho biết. Theo ước tính thì Mỹ hiện có khoảng 150 quả bom hạt nhân B-61 triển khai tại các căn cứ không quân của Mỹ ở Đức, Ý, Hà Lan, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ. B-61 được thiết kế năm 1963, được sản xuất từ năm 1968. Đây được coi là lý do khiến Mỹ đang nâng cấp dòng bom chiến thuật này với những đầu đạn tối tân hơn. Không chỉ là B-61. Đánh giá về động thái được cho là Mỹ đang nâng cấp kho vũ khí hạt nhân, Bozhenko, chuyên gia quân sự kỳ cựu người Nga nói, việc Mỹ liên tiếp phóng tên lửa chiến lược hồi đầu tháng 6 đã nói lên nhiều điều. Tôi nghĩ Mỹ đang tiến hành kiểm tra tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của mình. Thực tế là họ đã không tiến hành bất kỳ cuộc thử nghiệm nào trong một thời gian dài. Chuyên gia này đồng thời nhắc lại rằng Nga thử tên lửa chiến lược trung bình một hoặc hai lần một năm để đảm bảo tính sẵn sàng. Người Mỹ đã ngồi trên những gì họ có. Nhiều tên lửa trong số này đã rất cũ và sự phát triển này đã có từ những năm 70 và 80. Vì vậy, họ chỉ muốn thử nghiệm tên lửa này và từng bước hiện đại hóa lực lượng hạt nhân bằng tên lửa mới. Thực tế là công nghệ tên lửa ngày nay là một trong những lĩnh vực khó khăn nhất khi nói đến việc cải thiện sức mạnh quân đội. Học giả Nga nói khi đề cập đến tình trạng trong quân đội Mỹ hiện nay. Công nghệ phải được phát triển không ngừng, đây là công nghệ rất phức tạp, ông Bozhenko nói, đồng thời nhấn mạnh. Nhiều nhiệm vụ liên quan đến nhiều hướng song song khác nhau trong quá trình sản xuất những tên lửa, hệ thống dẫn đường của chúng gắn với vệ tinh thiết bị điều khiển chuyến bay của tên lửa và rất nhiều thứ phụ trợ. Khi được hỏi liệu Nga có nên lo ngại về các vụ phóng tên lửa hay không, học giả Bozhenko cho biết câu trả lời là có, ít nhất ở một mức độ nào đó, vì điều đó có nghĩa là người Mỹ đã quay trở lại lĩnh vực mà họ đã không mày mò trong một thời gian dài và bắt đầu hiện đại hóa kho vũ khí của họ. Ông Bozhenko nhấn mạnh, ở giai đoạn hiện tại, ngành tên lửa chiến lược của Mỹ đang tụt hậu so với Nga, bởi vì chúng tôi đã làm việc trong lĩnh vực này một thời gian dài và chưa có thất bại nào. Với tất cả các vụ phóng mới nhất cho thấy tên lửa của chúng tôi hoạt động hoàn hảo. Có thể một trong hai vụ phóng hồi đầu tháng 6 đã có nhiều phương tiện quay trở lại mục tiêu độc lập, nghĩa là như bạn biết, thường mang theo một đầu đạn, nó thường có một nhưng có thể mang ba đầu đạn. Và nếu nhận định là chính xác, đây có thể là tín hiệu cho Trung Quốc và Nga rằng Mỹ có thể tăng số lượng đầu đạn được triển khai bằng cách bổ sung thêm trọng tải cho tên lửa chiến lược. Ông lưu ý. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!